Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú xin trân trọng kính chào quý khách. Hôm nay ngày 24 tháng 12 năm 2020. Tối hôm nay thì nhiều nơi tổ chức chương trình lễ Giáng sinh, nhiều nhà thờ, Công giáo và Tin lành đều tổ chức lễ Giáng sinh, mừng Chúa Giáng sinh. Rồi hôm nay mừng ngày Giáng sinh, mừng ngày lễ, gọi là lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh thì là một cái mùa. Hôm nay thì chúng ta mừng lễ Giáng sinh, mùa lễ Giáng sinh, chứ không phải là mừng ngày Chúa sinh ra đời nhé. Có nghĩa là Chúa sinh ra đời thì không biết ngày nào. Nhưng mà cái mượn tạm ngày hôm nay để dùng là ngày lễ mừng ngày Chúa Giáng sinh. Mượn tạm thôi, chứ còn Chúa sinh ra thì không nhớ chính xác ngày nào. Miễn là trong 3-4 tháng, có nghĩa là tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, khoảng 4 tháng đó, Chúa có sinh ra trong những tháng đó. Rồi, vậy giải nghĩa về ngày Giáng sinh, chứ không thôi mọi người nói là tôi nói là mừng ngày hôm nay là ngày Chúa Giáng sinh thì nó cũng chưa chính xác, nhưng mà lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh thôi. Rồi, nhân dịp lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh cho nên tôi bán đàn giá rẻ. Nhạc cụ Thiên Phú bán đàn Yamaha PHR-X750 giá rẻ. Nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán với giá rẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc cụ Thiên Phú đang có hai cây đàn Yamaha PHR-X750. Nhạc cụ Thiên Phú chiên nhận trao đổi đàn X750. Chiên nhận trao đổi đàn X750 với các loại nhạc cụ khác. Với các loại như là đàn organ Yamaha, Roland, Core, Casio v.v. Có nghĩa là nhạc cụ Thiên Phú nhận trao đổi đàn Yamaha PHR-X750 với các loại nhạc cụ khác, cam kết là với giá hợp lý nhất. Đặc biệt là nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu Sampler mới nhất, hay nhất, VIP nhất. Sampler dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất. Quý khách chỉ mua về là đi kiếm tiền. Xin lỗi quý khách, tôi sẽ nghe điện thoại tí. Alo. Có, tôi chuyên bán đàn giá rẻ. À, 770, 900, 770 cũng có, 900 cũng có. Cây 900 thì giá 6,5 triệu, cây 770 thì giá 15,8 triệu anh. Mua bán lại thì giá nó là 15,3 triệu, 770. Lan can luôn đó. Có, tôi dùng Zalo số này, có gì anh cứ kết bạn vào Zalo rồi tôi sẽ gửi hình ảnh cho anh. Địa chỉ của tôi là 26 Lê Thị Dung, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi anh. Tiền ship thì bên người mua tự trả anh. Đúng rồi, tại cửa hàng, giá bán ra tại cửa hàng. Đó là anh đến mua. Còn mà anh mua đàn chăn bao vui bi đầy đủ anh. Dạ. Bao xịn anh. Dạ. Thì 15,3 triệu. Đó là bán cho thương lái, còn bán cho khách thì 15,8. Dạ. Ngon đỉnh có. Có chi bây giờ tôi đang bận việc tí rồi, tí nữa anh gọi Zalo rồi tôi quay Zalo cho anh. Ok, bây giờ tôi đang video, quay video nên bận tí nghe. Rồi, xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu.
X750 này, nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ sampler, sample mới nhất, dữ liệu đi show chuyên nghiệp. Quý khách chỉ cần mua đàn về là có thể là mang đi đánh show, đặc biệt là chúng ta đang bước vào chương trình cuối năm. Show đám tiệc rất là nhiều, tất niên rất là nhiều, cho nên là đây là 750 là cái giá rất hợp lý, giá rất là rẻ, giá rất là hữu nghị, cho nên là khi đến mua thì nhạc cụ Thiên Phú sẽ giảm ngay từ 500 ngàn cho đến 1 triệu tùy từng sản phẩm. Nhạc cụ Thiên Phú bảo hành đàn X750, hai cây này bảo hành từ 1 tháng đến 6 tháng và từ 6 tháng đến 24 tháng. Quý khách có thể gọi điện thoại trực tiếp, nhạc cụ Thư Phán Thiên Phú sẽ tư vấn tận tình, bán đàn bằng tâm, chăm sóc khách hàng bằng tay. Cảm ơn quý khách. XX900, cây này nhạc cụ Thiên Phú mới vừa nhập về, cây này mắc phiếu bảo hành, cây này mới mua. Lúc mà mua lúc đầu đời, đàn này mua rất là đắt tiền. Giá bị hiện nay thì bán lỗ một khúc luôn, lỗ hơn phân nửa, cho nên là cây này là lúc đó thì giá rất là cao, bây giờ bán lỗ hơn phân nửa. Cây này nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán với giá rẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn Yamaha PXR XX900 này với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc cụ Thiên Phú nhận trao đổi đàn Yamaha PXR XX900 với các loại nhạc cụ khác, cam kết là trao đổi với giá hợp lý nhất. Nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ sampler dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất cho đàn Yamaha PXR XX900 này. Đàn này thì anh chị em mua về là đi show đám cưới, đám tiệc chuyên nghiệp, không cần phải cài đặt dữ liệu gì nữa, tại vì sampler là sampler gốc, sampler sample gốc, cho nên nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt. Như đã nói, X750 và XX900 này khi bán thì nhạc cụ Thiên Phú sẽ tặng đầy đủ chăn, bao USB, chăn đôi xịn, bao dài đặc biệt ha, và USB rất là đặc biệt là USB đã được cài đặt đầy đủ sampler dữ liệu. Coffee A900 đàn rất là đẹp, đàn đẹp nguyên zin. Xin lỗi quý khách là giới thiệu lại mấy cái đàn này, XX900 và X750 là tất cả là đàn đẹp nguyên zin, đàn mới, đàn đẹp nguyên zin, đàn đẹp như hình, đàn đẹp trên 95%, đàn đẹp từ 95 cho đến 99%. Rồi quay lại với Coffee 900, nhạc cụ Thiên Phú cam kết bán đàn Coffee 900 này với giá rẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cam kết là bán rẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thực ra mà nói thì nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn rẻ nhất miền Trung. Nhạc cụ ba miền chính thức đó là miền Trung, miền Nam, miền Bắc và bốn miền luôn đó chứ, có miền Tây, năm miền luôn là miền Đông. Nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn rẻ nhất tại Việt Nam, bao gồm miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Tây và miền Đông. Còn miền nào nữa không thì nhạc cụ Thiên Phú quên, nhưng mà nếu mà có quyền có cái miền nào nữa thì mọi người bổ sung. Nhưng mà nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn với giá là rẻ nhất Việt Nam, rẻ nhất Việt Nam, trong đó tất cả mọi miền. Coffee 9 này nhạc cụ Thiên Phú đã cài những bộ set dữ liệu rất hay, rất chuyên nghiệp, cam kết là đã cài những bộ dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất vào đàn Coffee 9. Mọi người mua đàn Coffee 9 về có thể là đi show chuyên nghiệp, không cần phải cài đặt thêm một điều gì nữa. Nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn Coffee 9 với giá rẻ nhất Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc cụ Thiên Phú nhận trao đổi đàn Coffee 900 với các loại nhạc cụ khác. Nhạc cụ Thiên Phú cam kết là trao đổi với giá hợp lý nhất. Cam kết là trao đổi với giá hợp lý nhất. Đây là đàn Coffee 600, đàn còn rất là mới, đàn đẹp nguyên zin. Đàn đẹp nguyên zin. Các cháu học sinh mua về học, có dán đề can, đồ rê mi, đàn rất là xinh xắn. Đàn đẹp nguyên zin, đàn zin nguyên thủy.
Mấy cây này là đàn coi như là không chê vào đâu được, đàn đẹp trên 95%, đàn đẹp từ Core Fea 6, Core Fea 900, đàn đẹp trên 95%, đẹp từ 95 cho đến 99%. Nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu sampler, những bộ set, core thì mình gọi là dữ liệu, nó là set, set. Dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất vào đàn, nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt dữ liệu, những bộ set mới nhất, hay nhất, VIP nhất, cam kết là hay, chuyên nghiệp nhất. Mọi người mua cái đàn này về chỉ có là đi show chuyên nghiệp. Hôm nay là nhân dịp gần đến nhân dịp cuối năm, tiệc tùng, tất niên rất là nhiều, mọi người chỉ cần mua đàn về là coi như là show chậu, đi show liên tục. Rồi, đặc biệt là hôm nay nhạc cụ Thiên Phú có tri ân khách hàng khuyến mãi bán giá rẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh, đàn Yamaha VSR530, đàn có ban. Anh em nào khó khăn thì hãy liên hệ ngay cho cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Mùa Giáng sinh cho nên nhạc cụ Thiên Phú công khai giá luôn cho sản phẩm 530, đó là giá 1,5 triệu, 1,5 triệu đồng. Và đàn Yamaha VSR530, đàn có đĩa mềm luôn quý khách nha. Rồi, đàn này màn hình rất là bự, đàn Yamaha là đại học chuyên nghiệp, các nốt là coi như là bấm rất là ok, nhạc cụ Thiên Phú đã kiểm tra rất là kỹ, giá bán chỉ có 1,5 triệu quý khách nha. Đàn có ban luôn ha, ở ban học nhạc dân, học đàn đi show đám cưới thì học cây này học quá ngon, có ban học dân ca rất là dễ. Rồi quay lại năm đàn Yamaha này là nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu mới nhất, hay nhất, VIP nhất vào đàn. Rồi quay lại với tất cả những sản phẩm như là S750, hai cây S750, một cây SX900, một cây Core PA9, một cây Core PA6, một cây Yamaha VSR530. Nhạc cụ Thiên Phú cam kết bán đàn này là với giá rất là rẻ, bảo hành từ 1 tháng cho đến 6 tháng. Nhạc cụ Thiên Phú bảo hành từ 1 tháng cho đến 6 tháng và từ 6 tháng cho đến 24 tháng tùy từng sản phẩm quý khách nhé. Nhân dịp mùa Giáng sinh, quý khách mua sản phẩm nào bất kỳ, cứ đến nhạc cụ Thiên Phú sẽ giảm giá từ 500 cho đến 1 triệu tùy từng sản phẩm để ủng hộ tiền xăng cộ quý khách đến mua. Rồi, nhạc cụ Thiên Phú sẽ công khai giá cho những sản phẩm sau: đàn Casio WK6600, giá bán là 2,5 triệu quý khách nha. Đàn rất đẹp, đàn đẹp nguyên zin, đàn đẹp như hình, WK6600, giá bán 2,5 triệu. Đó, đàn em mua về mà học vinyl là coi như tuyệt đỉnh. Đàn WK, ai xem video này thì liên hệ mua liền, tại vì cây này lúc mới mua tới mười mấy triệu lận. WK, đàn Casio, cây này là phím của nó là sản xuất cho phím vinyl sự nghiệp, các nốt đồ bấm rồi ăn không có bị hư cái gì quý khách nhé. Chỉ có là cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú giảm giá thôi, 2,5 triệu cho đàn WK WK chứ mà tôi đọc tiếng Anh không có giỏi, WK6600 Casio ha. Rồi, cái cây này nhạc cụ Thiên Phú, WK này 6600 là nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu mới nhất, hay nhất, tiếp nhất vào đàn. Nhạc cụ Thiên Phú nhận trao đổi đàn WK này 6600 này với các loại nhạc cụ khác với giá hợp lý nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đàn Roland BK5, cây này lúc mới là 25 triệu lúc mới, còn bây giờ đàn cũ nhạc cụ Thiên Phú bán trong ngày mùa Giáng sinh này với giá là 6,6 triệu đồng. Nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu cho đàn Roland BK5. BK5 nên là quý khách mua về đi show chuyên nghiệp. Cây này lúc mới bán hàng mới là giá nó khoảng 22 đến 25 triệu. Nhưng hôm nay hàng đã qua sử dụng thì giá bán có 6,6 triệu đồng. Đàn còn ngon lành, đàn đẹp giống như là 95-97% quý khách nhé, không hư hỏng gì hết. Cổng USB nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu. Đó, chỉ có ngày hôm nay, ngày 24 tháng 12 thì nhạc cụ Thiên Phú mới công
công bố giá như là đàn Casio WK 6600 2,5 triệu cũng như là Roland BK5 6,6 triệu cũng như là đàn Yamaha PSR 530 1,5 triệu để cho những anh chị em nào khó khăn thì có cơ hội mua được đàn về sử dụng đó. Nhưng mà mấy cái đàn này là học đi show chuyên nghiệp, đặc biệt là đàn BK5 thì có USB chơi show tranh bào 6 trúc thì khỏi chê. Nếu như ai chưa biết về sản phẩm Roland BK5 thì có thể lên mạng YouTube nghe những nghệ sĩ đánh biểu diễn và đánh cho các ca sĩ hát thì rất là hay, không thua gì Corfea 600, Corfea 900 quý khách nhé. Nếu chúng ta quen chơi Roland Phantom Phantom X6 cây này đang chơi phòng trà, giá bán thanh lý cây này là 4 triệu quý khách nha. Cây này đầu câm, cây này rất hay, rất hay. Cây này có bột trống nữa, mọi nốt là hoạt động ok. Cây này hồi xưa nó là huyền thoại đó quý khách nhé, cực kỳ hay, màn hình bự đó, có mắt thần nữa. Roland Phantom X6 giá bán 4 triệu quý khách nha, đàn không có hỏng hóc gì nghe, như là PSR 530, Roland BK5, WK 606 và Phantom X6 này là đàn hoạt động ok. Bảo hành cho quý khách là từ 1 tháng cho đến 6 tháng, từ 6 tháng cho 24 tháng tùy từng sản phẩm quý khách nha. Rồi đàn Yamaha PSR S710, cây này nhà cụ Thiên Phú đang bán với giá là 5,8 triệu, đàn đẹp nguyên zin. Đàn đẹp nguyên zin 5,8 triệu quý khách nhé. Đây là hôm nay là ngày 24 tháng 12, ngày này là cho mọi nhà thờ mượn ngày này để tổ chức chương trình lễ Giáng sinh. Rồi đây, đàn S710 rất đẹp, màn hình rất đẹp, mọi thứ ok hết, giá 5,8 triệu đồng, giá rất là rẻ, chỉ có trong ngày hôm nay thôi. Rồi T-Rod 3 T-Rod 2, đàn này là đàn đã được cài đặt sampler dữ liệu mới nhất, hay nhất, đàn coi như là không lỗi lầm một điều gì, chỉ có là đàn hơi cũ một tí, đàn rất là chuyên nghiệp. Giá bán là 9 triệu quý khách nha. T-Rod 3, T-Rod 2, giá bán 9 triệu, đàn không lỗi làm gì, màn hình rất đẹp. Giá bán 9 triệu. Chỉ có ngày hôm nay đặc biệt là giảm giá trong ngày chương trình lễ Giáng sinh quý khách nha. Mừng năm mới để mua, quý khách mua đàn về đánh chơi đàn cuối năm để kiếm tiền. Vì hôm nay dịch Covid nhiều quá cho nên chúng ta sống trong mùa dịch cho nên ai cũng khó khăn. Cho nên cuối năm nhà cụ Thiên Phú giảm giá để cho quý khách có cơ hội mua đàn về xài với giá rẻ nhất. Mục đích đó là nếu như ở thành phố thì đi chơi đàn, đám tiệc để kiếm tiền về cuối năm, Tết đến thì sum vầy với gia đình. Đặc biệt là T-Rod 2 này, nhà cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ USB, cài đặt USB đầy đủ vào đàn, đầy đủ dữ liệu. Cây đàn này là VIP nhất, lúc mới thì giá nó rất là cao, nhưng bây giờ thì nhà cụ Thiên Phú tri ân khách hàng, bán với giá là 9 triệu. T-Rod 2, T-Rod 2, ok, quý khách có thể lên mạng tham khảo sản phẩm này. Rồi giá bán 700.000 đồng, đàn CTK 495 dành cho người mới học, Casio CTK 495 giá 4 CTK 495 giá bán là 700.000 đồng, chỉ có bán ngày hôm nay thôi. Hoặc là quý vị mai mốt mà quý vị có gọi mà liệu, nếu mà hàng có chưa có ai mua thì nhà cụ Thiên Phú vẫn còn, nhưng mà vì có một cây có thể đăng lên có nhiều người họ mua thì nó sẽ hết, cho nên khi mà thấy YouTube này mọi người tranh thủ alo liền cho cửa hàng nhà cụ Thiên Phú quý khách nhé. Rồi tất cả sản phẩm, ngoài sản phẩm này thì nhà cụ Thiên Phú đang còn bán đàn Yamaha PSR XX 700 hàng mới nguyên thùng và Corfea 700 hàng mới nguyên thùng. Hai sản phẩm này nhà cụ Thiên Phú đang giảm giá,
đàn mới SX700 Yamaha PSR SX700 bảo hành 2 năm chính hãng tại công ty Yamaha, giá bán là 24.500.000. Đây là sản phẩm SX700 ha. Rồi đây là Corvair 700, hàng mới nguyên thùng, nhà cụ Thiên Phú đang giảm giá, giá bán đó là 21.500.000. 21.500.000 là tặng cho quý khách đầy đủ rồi nha. Còn đàn Yamaha thì đàn nguyên thùng chưa tặng gì, đó là 24.500.000. Đặc biệt là nhà cụ Thiên Phú cài đặt đầy đủ sampler dữ liệu mới nhất, tặng bộ sự sampler dữ liệu mới nhất cho XX700, tặng bộ set dữ liệu hay nhất, VIP nhất cho Corvair 700. Nhà cụ Thiên Phú cảm ơn quý khách đã xem video này. Giờ này nhà cụ Thiên Phú sẽ đọc các số điện thoại. Xin mời quý khách cùng lắng nghe, kết bạn vào Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp để cho trung tâm nhà cụ Thiên Phú sẽ tư vấn tận tâm, bán đàn tận tình, chăm sóc khách hàng tận tụy. Giờ này nhà cụ Thiên Phú mời quý khách nghe các số điện thoại tại cửa hàng nhà cụ Thiên Phú. Số điện thoại thứ nhất 0708 027 037. Số điện thoại thứ hai 0937 870 914. Số điện thoại thứ ba 0966 217 483. Nhà cụ Thiên Phú xin đọc lại ba số điện thoại này. Quý khách có thể gọi điện thoại trực tiếp, khi đến mua nhà cụ Thiên Phú sẽ giảm giá ngay từ 500.000 cho đến 1.000.000 tùy từng sản phẩm. Xin mời quý khách cùng lắng nghe lại, gọi điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để mua đàn nhanh nhất, sớm nhất, đàn tốt nhất với giá rẻ nhất, được tặng nhiều quà sản phẩm quý giá nhất. Nhà cụ Thiên Phú xin đọc lại số điện thoại. Số thứ nhất đó là 0708 027 037. Xin đọc lại số đầu tiên, sợ quý khách nghe không rõ. Số điện thoại thứ nhất là 0708 027 037. Số điện thoại thứ hai 0937 870 914. Số điện thoại thứ ba 0966 217 483. Rồi địa chỉ cửa hàng nhà cụ Thiên Phú, đó là địa chỉ trụ sở chính, đó là số 26 đường Lê Thị Dung, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng nhà cụ Thiên Phú thì nằm gần ngay khu công nghiệp Vĩnh Lộc A. Từ quốc lộ đi vào khu công nghiệp, quốc lộ 1A đi vào khu công nghiệp Vĩnh Lộc A khoảng 3 cây số. Nhà cụ Thiên Phú nằm gần ngay khu công nghiệp Vĩnh Lộc A. Nếu như ai ở không biết thì có thể đường Phan Văn Hớn, đường Phan Văn Hớn quận 12. Đường Phan Văn Hớn nối ngang qua đường Phan Văn Hớn huyện Hóc Môn. Thì quý khách đi đến đường Phan Văn Hớn và có cái ngã ba đường Phạm Văn Sáng và đường Phan Văn Hớn. Quý khách quẹo vào đường Phạm Văn Sáng, đi trên đường Phan Văn Hớn nha, Phan Văn Hớn huyện Hóc Môn. Rồi quý khách quẹo vào đường Phạm Văn Sáng. Rồi quẹo vào ngã ba đường Phạm Văn Sáng, quẹo vào đường Phạm Văn Sáng đi một khúc, đụng ngã ba đường Lê Thị Dung với lại đường Phạm Văn Sáng. Nhà cụ Thiên Phú, nhà nằm ngay trên ngã ba đường Lê Thị Dung và Phạm Văn Sáng. Còn không nữa, quý khách kết bạn vào Zalo, nhà cụ Thiên Phú sẽ gửi định vị Google Map qua Zalo. Quý khách bấm vào định vị thì có bác Google chỉ quý khách đến tận nơi. Không cần phải chỉ cần bấm gửi kết bạn Zalo thì nó sẽ có cái mặc định gửi cái đường link. Hoặc là quý khách bấm vào dưới kênh YouTube này, bên tay phải á, nó có một cái tam giác nhỏ nhỏ, hoặc là nó có chữ tìm hiểu thêm thông tin. Quý khách bấm vào cái tam giác này, này nó sẽ hiện thông tin cửa hàng nhà cụ Thiên Phú, như là địa chỉ. Địa chỉ, đặc biệt là các địa chỉ thì nó trong đó nó có cái đường link chỉ đường. Quý khách bấm vào cái đường link chỉ đường á, thì nó sẽ dẫn quý khách đến cửa hàng nhà cụ Thiên Phú. Bấm vào cái đường link chỉ đường, quý khách thấy các địa chỉ, các cơ sở của cửa hàng nhà cụ Thiên Phú, cứ bấm vào cái đường link á, đi theo đường link chỉ đường thì sẽ tới. Bắt Google Maps sẽ chỉ cho quý khách. Rồi, đặc biệt là nhà cụ Thiên Phú có 3 trang website. Trang thứ nhất đó là nhacuthienphu.com, trang thứ hai đó là daotaonhacong.com, trang thứ ba đó là nhacuphucduc.com. Quý khách muốn biết thêm thông tin chi tiết thì mời quý khách bấm vào YouTube. Quý anh bấm vào các trang website để
tìm hiểu thêm những thông tin thông số kỹ thuật về tất cả sản phẩm mà nhà cổ Thiên Phú đang lên, hoặc là những sản phẩm khác nữa đang có tại nhà cửa hàng nhà cổ Thiên Phú. Rồi, nhà cổ Thiên Phú mời quý khách đăng ký kênh YouTube để theo dõi những video tiếp theo. Nhà cổ Thiên Phú cảm ơn quý khách đã xem video này. Nhà cổ Thiên Phú xin hẹn gặp lại quý khách và mến chào quý khách mùa Giáng sinh ấm áp và năm mới bình an, mùa Giáng sinh an lành ấm áp. Nếu như mà ai chưa biết về mùa lễ Giáng sinh như thế nào thì có thể đến những nơi nhà thờ để xem người ta tổ chức lễ Giáng sinh, xem các nhà thờ họ tổ chức Giáng sinh, mình đến đó mình tìm hiểu, tìm biết về lễ Giáng sinh. Nhà cổ Thiên Phú cảm ơn video, cảm ơn quý khách đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách. Xin trân trọng và kính chào quý khách.